lưng cứ bị đau, sợ thật đấy, lưng. Sao à, cái này không vắt tay à, chơi chơi luôn bằng ấy à? Này thì anh em nghĩ là uống hết bao giờ cho nó hết được. Nhà không gì độc rượu nha anh em nhé. Nhà chú nhà mình không gì độc rượu thôi. Ok em ơi. Thế như anh Văn anh bảo độc thân mà không cần đàn bà với cả giai thì tự sướng à? Độc thân lại còn dụng cụ hỗ trợ về. Ừ. Độc thân mà lại còn không cần đàn ông. Chị em phụ nữ nói thế thì ấy quá nhỉ. Nếu mà độc thân thì người ta sinh ra cái ghế này để làm gì? Theo anh em thì người ta sinh ra cái ghế này để làm gì? Người ta sinh ra cái ghế tình yêu mà để làm gì? Ghế tình yêu là uy tín luôn cả nhà, chắc chắn. Ôi, làm con ghế tình yêu thì đỡ đau lưng luôn nhỉ. Làm con ghế tình yêu thì quá uy tín. Đùa, làm con ghế tình yêu này nó cảm giác nó cong từ đường xương, dễ chịu. Chính con ghế này nó phải thiết kế của những cái quả rung rung nhỉ. Rung rung chuẩn. Rung rung có chuẩn. Ghế này là chuẩn. Tên là ấy. Nằm con ghế đỡ đau lưng, dạo này đang đau lưng quá. Con ghế tình yêu mà đỡ đau lưng. Chào Nguyễn Thế Anh nhá. Đỡ đau lưng luôn. Chào đại ca nhá. Tao còn nuôi bò với cả cá hồi lên sang có mấy chú cháu ấy là chú cháu đấy đấy cá hồi anh em này đây nuôi bò cá hồi ông chú ở dạo này thấy thằng cháu nó gầy quá nuôi bò đây quan tâm ngay đúng không quan tâm ngay tình cảm chú cháu là hơi bị giạt rào đấy đấy vật nhau rồi vợ có cái món ngon ông chú gọi sang ngay rượu thì ông chú bảo mày giờ thì cũng vừa mới tuyên bố là rượu uống ít hoặc là nghỉ rồi
nên là lại vang vang đấy chơi đấy, thì khai hỏa em này đấy mấy em đây mà bổ thì tê tê luôn, quá yêu thương. Ui rồi mãi bên nhau bạn nhé, cái bình này là cái bình mãi bên nhau bạn nhé nha anh em nhá, bình này là bình mãi bên nhau bạn nhé, anh em hôn nhau làm gì nữa, mãi bên nhau bạn nhé nhá. Bình này là mãi bên nhau bạn nhé. Đúng rồi em ạ, nhà nhà chú thì không có gì ngoài ngoài tiền tiểu à, đang đau lưng làm sao, thằng chú ơi ghế này nằm êm luôn. Lộc được mấy đứa rồi? Em thì hai vợ hai cháu rồi. Hai vợ hai cháu. Ừ. Gọi là hận. Hận vài năm này chưa thể giàu, bao nhiêu ân tình cũng bỏ ta đi. Bỏ hận những cái năm tháng này chưa thể thành công được nên bao nhiêu ân tình cũng bỏ ta đi. Trước thì gọi là trời quang mây tạnh thì đông anh em, bây giờ thì đây, mãi bên nhau bạn nhé nhá. Anh em ôm nhau gắn bó chưa? Ôm từ dưới lên trên. Mãi bên nhau bạn nhé. Nên anh cứ để đây là tự tí nữa nó bốc khói không? Đây là giải độ chặt. Kê đây anh nhỉ? Kê đây cũng vỡ. Kê một cái này. Tưởng con dao ấy không? Dao xịn. Tưởng con dao... Trông này nó chặt nhiều lắm. Nhiều lắm. Được. Tí đằng nào giấy mày, tí nào khua lại. Cái chút nhỏ nhỏ anh cho dài hơn một tí đấy được. Cái gì? Thằng này có phải sự thật không chú? Rồi. Em đây. Còn gì đâu dưa đúng dưa, tí dưa chua là đẳng cấp nhất thì... Em biết cái hỏi sinh rất là phí. Sí. Có nhiều người.
xa cổ lạ, chúng tôi đến khu phố Tây trên đường Phạm Ngũ Lão. Vừa thấy cảnh dừng xe đang chạy đầy phía sau. Đứng lại buông những lời mời chào bằng tiếng Việt lơ lớ. Đi chân thương over nơi nhé. Chúng tôi quay lại nói chuyện. Đuôi to anh cứng đúng không anh? Thank you.